Em Thảo xin ký chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn đang xem video. Và ngày hôm nay thì nhà em Thảo có ba lô hàng thanh lý. Đây là hàng em Thảo gửi nhầm cho khách. Hàng hoàn về và em đã để tại nhà phục hồi cây rồi. Em sẽ quay cho các bác nhá. 300.000đ được 10 cây. Đó em có ba cây thì đây là những cái hàng gieo hạt như là hồng Minh Châu này, hồng Yên Thủy, hồng Mỹ Nhân. À, ma bó núi chúa easo hoặc là đắc lây nói chung là những cái dòng hoa hàng gieo hạt của nhà em theo cái combo em thảo vẫn hay bán đấy nói chung là bác nào mà hay theo dõi em thì đều biết đúng không ạ đó các bác nhìn này đó cái cây của nó thì hơi long lanh một chút xíu nhưng mà dễ của nó vẫn bám các bác nhìn này đó giá thể là em trồng bằng sơ dừa nhé các bạn bằng bằng bột dừa đây các bác nhìn về chúng ta giữ chắc vào thì mùa xuân nó sẽ bật mầm gốc luôn đó nói chung là em bán như này còn chưa bằng một cái chậu cây phi điệp hàng nhỏ của em cao ca bằng này cơ đó nên là bác nào mà chúng ta muốn lấy về chúng ta trồng thôi bởi vì những cây này em đảm bảo với các bác là vẫn lên bình thường luôn đấy ạ đó là vẫn lên khỏe luôn đó nên là bác nào mà chúng ta muốn thì chúng ta lấy về trồng thôi và mùa này thì nó cũng rụng lá rồi nên là em gửi cho cả nhà an tâm lắm đó về tới này là mùa xuân đến các bác phun cái thuốc kích dễ cho em là nó bật 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 ầm ầm ngay luôn đây cái lô này có có những có lô này các bác nhìn này đó em bán gọi là bàn giá thanh lý 30.000 một cây thôi này Nói chung là phi điệp là một trong những cái phía dòng à, hoàng thảo rất là khỏe nên là cô chú anh chị yên tâm nhé. Đó đây nữa này. Và tiếp theo em sẽ, em bán là 300 nghìn được 10 cây nhé. À, em bán hàng Tết rất là bận nên là em cũng không có thời gian để trồng lại nữa. Đó nên là bác nào mà à, em cũng muốn bán thanh lý đi để em lấy mặt bằng em à, ươm ki đó, em ươm ki nhá. Đây, em ươm ki những uh, cây trầm uh, cổ của nhà em đấy các bác nhìn này, những cái cây trầm cổ của em đang trong quá trình dụng lá để em uh, uh, về ươm ki. Đó, mọi năm thì những cái hàng trầm đi chạy rất là nhiều nhưng mà năm nay thì các bác toàn chuyển qua chơi năm cánh trắng với lại chơi hàng va hết rồi nên là em thảo sẽ lại làm tiếp tục em lấy mặt bằng để em ươm ki cái hội này. Đó, hội này em có khoảng tầm uh, hơn 1000 ki nữa để em bán. Uh, em em làm ươm ki, nếu mà ki ươm ki ra sẽ được rất rất nhiều luôn. Đó, thì em sẽ bán thanh lý cho các bác nhá nó bị dụng hết lá rồi các bác nhìn này đó em bứt đi là nó nó trần trụi luôn đó như cái cây này em mà bứt đi trần trụi luôn em bán thanh lý cho các bác là 30.000 nghìn một kg đó bác nào mua 10 kg em thảo bán thanh lý cho các bác là uh, bao ship cho các bác luôn nhá đó riêng hàng này cây nó sẽ nhỏ hơn đó đây nhưng cây nó là vàng lá thôi đó bởi vì cây này là mùa đông hoa lan nghỉ rồi các bác nhìn này đó em mà ươm rất rất nhiều luôn nên là em cần phải lấy mặt bằng và tiếp theo đây là dòng cây phi điệp Những cái cây phi điệp 5 cánh trắng của nhà em Đó các bác nhìn này Đây là cây phi điệp 5 cánh trắng phú thọ hàng lỗi lá nha các bác nha Đó đây lỗi lá từa lưa hết đây Đó lỗi lá này Đây Đó thì em có những cái cây này thì em thả bán cho các bác với giá là 300.000 được 3 chậu như này Ví dụ nhà em sẽ đặt theo là combo nhá Combo A thì sẽ gồm là 5 cánh trắng bạch tuyết này, 5 cánh trắng phú thọ và 5 cánh trắng hiển oanh hàng gieo hạt Còn combo B của em sẽ gồm có 5 cánh trắng Nha Trang và 5 cánh trắng mắt mờ hải dương Các bác có thể nhìn thấy này, em sẽ bán theo combo là 3 cây 3 cây là 300.000 em thả bao ship nhá, những cây này còn rất là đẹp luôn ạ Đó, mỗi tội là cái lá của nó bị 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 bị, bị, bị lỗi này các bác nhìn này, lá nó bị lỗi thôi Đấy, Em bán như này cho các bác Vậy về chúng ta có sưu tầm Và số lượng thì em Thảo còn có mấy chậu này thôi Chứ không có nhiều nữa đâu Tính ra chỉ được khoảng tầm cho 4 năm cô chú anh chị thôi Đó Bên này đây Đây là giả hạt pháp của nhà em này Đấy, đang dụng quá nhiều hồ lá luôn Đó, các bác nhìn đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nói chung là từ 15 thân trở lên nha các bác nhá Đó, em tính là 300 nghìn 300 nghìn một giò Tính ra là 20 nghìn một kỳ đúng không ạ giá rẻ như chưa từng có luôn đấy ạ. đó bác nào mà chốt cho em thì có thể là à, chúng ta lấy một vài giò đây còn có bốn chậu còn có bốn bảng này để em bán rồi này các bác nhỉ? em có bốn bảng này nó đang trong quá trình thắt ngọn dụng lá thôi. bởi vì mùa này là cái mùa cây hoa lan nghỉ ngơi rồi. đó bác nào mà muốn lấy những cái bảng giả hà pháp thì có thể lấy bởi vì bình thường mỗi một bảng như này nếu mà năm ngoái đã toàn bán 800-900 chín nghìn một bảng. đó còn những cái cây mà giữa mùa bây giờ đợt vừa rồi mọi người toàn bán năm sáu trăm nghìn một bảng nha. Đó, dạ hạc pháp rất là sai hoa. Và bên này đây là những cây trầm cửu long của nhà em ạ. Đây là trầm cửu long thì các bác biết rồi, trầm cửu long là một dòng trầm nổi tiếng bậc nhất ở bên Đài Loan đúng không ạ? Đó mỗi một chậu của nó em thảo bán bình thường là 280 000 Ngày hôm nay em bán thanh lý nhá, em sẽ bỏ chậu ra xong em mới gửi cho các bác để để cho các bác ít tiền ship hơn còn không em gửi cho cả chậu như này là là cây của nó không được đảm bảo. Đó, cây đang cho chút lá để uh, chuẩn bị cho hoa rồi đấy ạ. Đó, em thảo bán thanh lý cho các bác 150 000 một chậu thôi. Đó, 150 000 một chậu, em đảm bảo cam kết với các bác là cây này hoa nó đẹp thơm, to, tím đậm và cánh rất dày luôn Đó là cây này em Thảo có mấy cây Và đây, đây là một số mặt hàng cây phi điệp năm cánh trắng cánh bầu của nhà em Đây hàng hàng hoàn về cái hoa của nó này, hoa của nó vàng như này là không thể ra hoa nữa nữa Đó chúng ta chỉ lấy về để làm làm ki thôi Đó, về, lấy về để làm mầm gốc thôi các bác nhìn này Đó em Thảo bán thanh lý cho các bác cây đẹp như này Em Thảo bán là 300 cho đến 300 rưỡi Hôm nay hàng hoàn về như này để làm giống Em bán thanh lý cho các bác mỗi một chậu là 150 nghìn Đó là em bán ra rất mềm luôn cho các bác luôn. Đó bán thanh lý giá rẻ luôn. Và bên này đây có mấy cây phi điệp lá biên phát tài hàng à, cũ là hàng hoàng hoàng gửi nhầm cho khách đây. Đó lá biên phát tài này em thảo bán combo cho các bác là 250 được 3 chậu hàng hàng như này các bác nhìn này. Đó hàng này lấy về làm ki nha các bác nhá. Đó. Hàng này lấy về làm ki thôi em có 6 cây thôi các bác nhá. Đó em Thảo có 6 cây thôi nên là bác nào mà muốn lấy thì có thể là lấy. Đó các bác nhìn này. Đây là cái dòng đột biến lá đó này nó bị nói chung là nó thắt ngọn thì nó đang chút lá rồi chút lá về chúng ta lấy mầm gốc hoặc là chúng ta lấy về làm ươm ki đều được đó là cái uh, cây lạp bên phát tài bên này đây là những uh, cây uh, phi đẹp giống của nhà em này em bán thanh lý cho các bác là 18 tám nghìn một chậu đó các bác nhìn này đó có rất là nhiều loại cây của nó cao khoảng 3 cho đến bốn cm đó, đây là những cây phi điệp tím này Cây này mà nói là hồng minh châu là là các bác nhìn thì rất giống luôn đúng không ạ? Đó em có năm loại hồng, năm cánh trà phi điệp, năm loại hồng và có năm loại như là hồng mỹ nhân này, hồng gia lai, hồng yên thủy, hồng minh châu đúng không ạ? Đó và những cái cây bên này là những cái cây phi điệp ma bó này, lộc bắc này, núi chúa, đắc lây và một cây phi điệp so nói chung là có 10 loại này. Thì bác nào muốn lấy bao nhiêu cây cũng được. Đó. Rồi em cảm ơn cả nhà mình đã xem video của em nhé. Em xin kính chúc tất cả các cô chú anh chị có một năm mới an khang thịnh vượng vạn sự như ý. Và bây giờ là cái dịp cuối năm rồi nên là em Thảo cũng muốn là bán nhiều đi để em sẽ khoảng tầm ngày 28 là em Thảo bắt đầu sẽ làm ki. Đó cả nhà em sẽ xuống lại làm ki những cái kia phi điệp và rất là nhiều. Đây ví dụ như là một số chậu này này các bác nhìn này. này. Đó, đây. Đây nhà em đợt vừa rồi em thay qua chậu này đó nhưng mà tới này em sẽ băm làm kia hết này cây này này đây đó em cảm ơn cả nhà mình đã xem video nhé xin kính chào và hẹn gặp lại ạ